Theo báo cáo Logistics Việt Nam năm 2020 của Bộ Công Thương, lĩnh vực Logistics toàn cầu bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch COVID-19. Do các biện pháp kiểm soát dịch bệnh và nhiều lao động trong lĩnh vực này phải ở nhà, có những thời điểm toàn bộ hoạt động bị tê liệt. Là một nền kinh tế định hướng xuất khẩu, Việt Nam khó tránh khỏi ảnh hưởng từ dịch bệnh toàn cầu. Báo cáo của Bộ Công Thương cũng cho biết các ngành sản xuất như dệt may dựa chủ yếu vào việc nhập khẩu nguyên liệu từ Trung Quốc, nơi xảy ra dịch bị tác động lớn nhất, đã ngưng trệ sản xuất. Bộ giao thông vận tải vừa yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam sớm hoàn thiện báo cáo cuối kỳ quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc giai đoạn 2020-2030 và định hướng đến 2050. Cục Hàng không Việt Nam được yêu cầu chỉ đạo đơn vị tư vấn phân tích cụ thể nhu cầu vận tải, sự phát triển kinh tế xã hội và so sánh khả năng phục vụ giữa các phương tiện vận tải để làm cơ sở điều chỉnh thời điểm đầu tư một số cảng hàng không. Tầm nhìn đến năm 2050, Việt Nam sẽ có 30 cảng hàng không, bao gồm 15 cảng quốc tế và 15 cảng nội địa. Dự kiến chi phí đầu tư giai đoạn 2030-2050 vào khoảng 866.360 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện quy hoạch được huy động tổng hợp từ các nguồn lực khác nhau như vay vốn ODA, nguồn vốn ngân sách, vốn vay thương mại từ các tổ chức tại tài chính và vốn từ xã hội hóa đầu tư theo hình thức PPP. Theo Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất nhập khẩu năm nay sắp cán mốc trên 500 tỷ đô la Mỹ bất chấp những ảnh hưởng của dịch Covid-19. Thông tin do Tổng cục Hải quan công bố cho thấy, hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa đang có nhiều dấu hiệu khả quan. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước trong 11 tháng qua đã sấp xỉ 490 tỷ đô la Mỹ. Đáng chú ý, thành tích xuất siêu tiếp tục duy trì ở mức kỷ lục đạt khoảng 20 tỷ đô la Mỹ. Với quy mô hiện nay và tốc độ tăng trưởng trong những tháng gần đây, nhiều khả năng quy mô kim ngạch xuất nhập khẩu cả năm 2020 sẽ đạt khoảng 540 tỷ đô la Mỹ cao hơn khoảng 23 tỷ đô la Mỹ so với năm 2019 là 517,6 tỷ đô la Mỹ, một kết quả đáng khích lệ trong bối cảnh năm 2020 chịu tác động rất lớn từ đại dịch Covid-19. Trong báo cáo về ngân hàng Việt Nam vừa được công bố, JP Morgan đã đánh giá cao triển vọng cổ phiếu ngân hàng Việt. Cổ phiếu ngân hàng Việt đã tăng tốt, vượt trội hơn hẳn so với các nước trong khu vực ASEAN và tiềm năng tăng giá với một số cổ phiếu vẫn còn. JP Morgan duy trì quan điểm tăng trưởng cao với các ngân hàng Việt Nam, cùng với dự báo tăng trưởng GDP của cả nước năm 2020 đạt khoảng 2,5% và tăng tốc 8,3% vào năm 2021. EPS được thúc đẩy bởi các khoản dự phòng thấp hơn dự kiến, cũng như quy mô tăng nhờ GDP cao hơn. JP Morgan cũng kỳ vọng chất lượng tài sản các ngân hàng Việt sẽ duy trì ổn định trong 2 năm tới. Nợ xấu 4 ngân hàng tiếp tục được kiểm soát, với dự báo tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt trên 100% vào năm 2022, ngoại trừ VPBank. Thương mại điện tử hiện chiếm khoảng 20% tổng doanh số bán lẻ tại châu Á Thái Bình Dương, so với 14% trên toàn cầu. Việt Nam hiện là một trong những thị trường thương mại điện tử phát triển nhanh nhất ở Đông Nam Á. Doanh thu từ mảng thương mại điện tử ước tính đạt 4,07 tỷ đô la Mỹ vào năm 2015, tăng lên 6,2 tỷ đô la Mỹ vào năm 2017. Đến năm 2020, thị trường dự kiến đạt khoảng 13 tỷ đô la Mỹ, gấp đôi mức của năm 2017 không cần phải vất vả xếp hàng, người mua vàng giờ đã có thể giao dịch vàng vật chất trực tuyến qua ứng dụng. Dù là một kênh đầu tư tích chữ được nhiều người lựa chọn, gần 70% thị trường vàng được chia sẻ cho các cửa hàng giao dịch truyền thống và nhỏ lẻ, vì vậy tính bảo mật thấp, thời gian giao dịch dài Tuy nhiên, những bất cập trên hứa hẹn sẽ có được những cải thiện đáng kể trong thời gian tới khi từ ngày 15 tháng 12, vàng có thể được giao dịch mua bán qua hình thức trực tuyến. Theo nghiên cứu, ứng dụng công nghệ trong giao dịch vàng đã được phát triển và sử dụng rộng rãi ở những nước chuộng vàng trên thế giới, đặc biệt là Ấn Độ. Đây là sự chuyển đổi cần thiết bắt kịp xuống kinh tế số và kinh tế hậu COVID-19 một trang trại nuôi ngao tại nam định mới đây đã trở thành vùng nuôi ngao trắng đầu tiên của việt nam và trên thế giới được cấp chứng nhận asc chứng nhận nuôi trồng thủy sản bền vững khắt khe nhất thế giới Nghề nuôi ngao đang vươn lên trở thành một trong bốn ngành thủy sản nuôi công nghiệp chủ lực của Việt Nam nhờ đổi mới trong mô hình sản xuất và ứng dụng khoa học kỹ thuật. Với một triệu km vuông mặt biển và rất nhiều bãi bồi, việc phát triển nuôi ngao theo chuẩn quốc tế là hướng để Việt Nam thực hiện nghị quyết số 36 về kinh tế biển. Hiện diện tích nuôi ngao trên cả nước là 41.500 ha, tạo việc làm cho khoảng 200.000 lao động. Năm 2019, kim máy xuất khẩu ngao đạt hơn 63 triệu đô la Mỹ. Với chứng nhận ASC, dự báo kim máy xuất khẩu ngao sẽ tăng gấp 5 lần trong thời gian tới. Chuyển sang phần tin tức quốc tế, mới đây Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết đã nắm được thông tin xuất hiện một biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 tại England Anh, song không có bằng chứng biến thể này hoạt động khác với những chủng virus SARS-CoV-2 đang tồn tại. Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Geneva, Thụy Sĩ, giám đốc phụ trách chương trình khẩn cấp của WHO ông Myron nêu rõ, Chúng tôi được biết biến thể mới của virus xuất hiện ở 1.000 người tại Anh. Các nhà chức trách đang xem xét mức độ ảnh hưởng của điều này. Chúng ta đã phát hiện nhiều biến thể, loại virus này phát triển và biến đổi theo thời gian. Trước đó, Bộ trưởng Y tế Anh Matt Hancock cho biết các nhà khoa học nước này đã phát hiện biến thể mới của virus SARS-CoV-2, được cho là liên quan đến tốc độ lây nhiễm gia tăng tại khu vực Đông Nam của Anh. Phân tích ban đầu cho thấy biến thể phát triển nhanh hơn những biến thể trước đây. Theo Bộ Y tế Anh, số ca nhập viện do COVID-19 tại vùng Anh đã tăng 13%, số ca nhiễm tăng 14% so với tuần trước. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC vừa công bố khuyến nghị sử dụng vaccine ngừa COVID-19 do công ty Pfizer và BioNTech hợp tác phát triển. Theo khuyến nghị của CDC, việc tiêm chủng vaccine có thể được tiến hành với những người từ 16 tuổi trở lên. Đồng thời, người cao tuổi sống tại các trại dưỡng lão và các nhân viên y tế là những người đầu tiên được tiêm vaccine tại Mỹ. Nhóm được tiêm trong giai đoạn tiếp theo là những người lao động thiết yếu, người có bệnh lý cơ bản và những người trên 65 tuổi. Các cơ sở y tế cần theo dõi những người bị dị ứng tối đa trong 30 phút sau khi tiêm. Mỹ bắt đầu triển khai tiêm phòng vaccine COVID-19 trong ngày 14 tháng 12. Đây là nỗ lực làm giảm tác động của đại dịch COVID-19 và giúp khôi phục lại một số hoạt động bình thường trong cuộc sống hàng ngày. Hiện Mỹ vẫn là quốc gia có số ca nhiễm mới và tử vong do COVID-19 cao nhất thế giới. Đến nay, Mỹ đã ghi nhận trên 16,8 triệu ca mắc, hơn 307.500 trường hợp tử vong. Trong bài phát biểu trực tuyến nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày ký công ước của tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế OECD, Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã khẳng định tầm quan trọng của OECD trong việc phát huy vai trò điều phối và hợp tác kinh tế toàn cầu. Đồng thời Thủ tướng Trung Quốc cũng kêu gọi cần ủng hộ các bên áp dụng các biện pháp đảm bảo y tế công và phục hồi kinh tế phù hợp với điều kiện của nước mình đi sâu hợp tác quốc tế cùng phòng chống dịch và phục hồi kinh tế, đảm bảo đời sống dân sinh. Liên minh châu Âu (EU) sẽ tiếp tục đàm phán với Anh về một thỏa thuận thương mại cho giai đoạn hậu Brexit cho đến khi hai bên có thể đạt được một thỏa thuận. Đây là tuyên bố của Đức, nước đang đảm nhiệm chức chủ tịch luân phiên EU, khi đề cập đến thời hạn chót ngày 13 tháng 12 kết thúc đàm phán. Hiện hai bên vẫn bất đồng về ba nội dung cốt lõi về quyền đánh bắt cá, sân chơi bình đẳng và giải quyết tranh chấp. Trong dự thảo mới nhất đưa ra ngày 10 tháng 12, EU muốn hai bên tiếp tục vào đánh bắt cá trong vùng biển của nhau từ trong 12 tháng, bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 và duy trì dịch vụ đường không đường bộ vận chuyển hàng hóa trong vòng 6 tháng cũng từ thời hạn trên, tuy nhiên phía anh không chấp nhận. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình tin mới ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.